bạn là một người mới làm video, bạn bắt đầu quay những cái video đầu tiên thì bạn sẽ không tránh khỏi việc là ấp úng không biết nói là rồi có rất nhiều đoạn là bạn sẽ như vậy, rồi bạn cũng không biết là nói tiếp theo là gì, hoặc là bạn cứ nhớ mới quên thì phải. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể nói được trước ống kính một cách lưu loát và tạo ra được một cái video nó thật là trơn tru? Thì ngày hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ cho bạn một vài cái tip sau để bạn có thể là tạo ra được những cái video nói chuyện rất là dễ dàng, gần gũi và tự nhiên như Nam đang nói chuyện với bạn đây. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bước đầu tiên, để bạn làm một cái điều gì chăng nữa, không phải là làm chỉ video, bạn cần phải có sự chuẩn bị. Có một câu nói rất hay, đó chính là nếu như bạn không chuẩn bị, đồng nghĩa việc bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại. Thì làm video cũng như vậy, bạn làm một cái việc nhỏ thôi, bạn cũng cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết để bạn có thể đứng nói trước một cái ống kính trơn tru như thế này. Trước khi Nam nói chuyện với bạn như thế này, tạo ra một cái video như thế này, thì Nam cũng phải có một cái chuẩn bị, đó chính là gạch ra những đầu dòng để Nam có thể nói chuyện với bạn. Hiểu chưa? Mặc dù mình đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc là nói chuyện một cái ống kính, làm rất nhiều những cái video để chia sẻ, nhưng trong quá trình nói mình vẫn cứ ậm ừ, bởi vì đây là quá trình mình chia sẻ từ trong cái đầu của mình ra, nên là mình cần phải có cái quá trình mình gạch ra những ý chính, và từ ý chính mình sẽ phát triển ra những cái ý phụ nhỏ và những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình để mình chia sẻ cho các bạn. Thấy chưa? Thế nên là bước 1, bạn cần phải sự chuẩn bị. Và chuẩn bị cái gì? Thì bạn chuẩn bị hai thứ cho Nam. Một, đó chính là kịch bản nội dung của toàn bộ cuộc nói chuyện. Và thứ hai là chuẩn bị về tâm lý. Đấy, cái thằng tâm lý mới là quan trọng. Bạn có nội dung rồi nhưng mà tâm lý bạn sợ quá, mình không biết nói gì, mình cứ gãi đầu gãi tai như này, thì cái video của bạn nó sẽ cảm thấy, những người xem người ta sẽ cảm thấy bạn bạn đang bị mất tự tin. Rồi khi mà bạn nói bạn cứ như thế này, sau đó lại sau đó mắt bạn lại đảo như ra ngạc, bạn không nhìn vào ống kính, bạn cứ đảo bảo lên đảo xuống, thì người xem người ta sẽ thấy là ôi, ông này đang đặt, không phải ông làm video. Chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện là chúng ta, cái tâm điểm của chúng ta là phải ống kính, nhưng mà bạn đừng có nhìn ống kính chằm chằm như thế này, đừng nhìn chằm chằm này và bạn nói, thì nó không khác gì là bạn đang lừa khán giả. Mà bạn nhìn vào ống kính thực sự là trìu mến ấy, bạn sẽ cảm thấy như là gần gũi, trìu mến, và như là bạn đang nói chuyện với một ai đó. Cái ống kính như là một cái mắt của một con người khác, thì bạn cái mắt mình giao tiếp với họ bằng ánh nhìn, nó cảm thấy nó gần gũi thôi, nó không phải là lừ vào trong cái ống kính đâu. Hiểu chưa? Đó. Thế nên bạn chuẩn bị cho Nam một cái kịch bản, trong kịch bản này có nội dung, và nội dung bạn đừng viết từng câu từng chữ, bởi vì khi bạn viết từng câu từng chữ, bạn sẽ phải cố nhớ xem là cái đoạn đấy mình viết cái gì nhỉ đó, thì bạn lại sẽ bị mất tự tin ra những cái đầu dòng. Bạn sẽ nói ví dụ như trong đoạn video này, Nam sẽ nói với bạn ba ý, Nam phải đúng ba ý ra đó, thế là xong, thế là bạn có thể tạo ra được một cái video rồi, được chưa? Đấy, thế là bạn chuẩn bị cho Nam là kịch bản, trong kịch bản bạn chỉ cần ghi cần ý thôi. Còn nếu như sau này Nam chia sẻ cho bạn về cái kịch bản của cái làm video nó gồm 6 phần, thì trong mỗi một cái phần đó bạn cũng sẽ gạch ra các ý, thế là xong một cái kịch bản video, và bạn cứ thế bạn nói. Bước tiếp theo là về sau này về hậu kỳ thì bạn cũng sẽ chỉnh sửa để làm sao cho nó đúng cái khung giờ này, thì bạn sẽ tạo ra được một video hay, được chưa? Rồi, cái thứ hai chuẩn bị đó chính là chuẩn bị về tinh thần. Thì tinh thần bạn cần phải thoải mái. Nếu như bạn không tự tin lắm thì tốt nhất là bạn đứng dậy như nào đấy, đứng dậy này, xong chạy mấy bác để cho nó nóng người, thế là xong đó bạn vào làm video, nó sẽ cảm thấy có rất nhiều năng lượng và có khí thế, thì bạn sẽ làm video cảm thấy tự tin hơn. Còn bạn cứ không biết nói gì đây, mình sợ quá, rồi cái tư tưởng của bạn là mình sợ quên quá, thế là bạn sẽ mất tự tin trong video, và video của bạn nó sẽ, cái khán giả xem người ta sẽ cảm thấy rất là nhạt, được chưa? Rồi, cái ý thứ hai đó chính là bạn trong cái quá trình bạn nói thì bạn cứ hít sâu thả lỏng và nói chuyện như bình thường thôi. Bạn cứ coi như cái ống kính camera kia là một người bạn của bạn, như là một người mà bạn muốn cái chia sẻ cái câu chuyện đó, chia sẻ cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm đó cho bạn. Bạn cứ coi như cái camera như là một người bạn của bạn, và bạn muốn đang muốn chia sẻ cái câu chuyện, cái kinh nghiệm mà bạn muốn nói cho họ nghe. Thì như Nam ấy, Nam nghĩ rằng ống kính này đang là một người bạn, đang là những cái người khán giả của mình đang muốn nghe mình chia sẻ về cái kỹ năng làm video, đang muốn nghe mình kinh nghiệm mà mình làm thế nào để nói ra một cái video lưu loát đấy. Thì như vậy thôi, thì bạn sẽ rất tự tin để bạn nói, và bạn rất là hăng say. Và khi ai đó nói về cái thứ mà bạn giỏi, bạn biết, thì bạn nói sẽ rất hăng say, đúng không? Đó, vậy thì bạn cũng sẽ nói cái điều đó với cái ống kính của mình như vậy. Bạn coi nó là một vật
là một bạn coi nó như bạn coi cái camera như là một người bạn vậy, thì bạn sẽ tự tin bạn chia sẻ. Tập số 3, để giúp bạn có thể là tự tin được thì bạn có thể sử dụng là một là cái máy nhắc chữ, cái máy nhắc chữ. Hai là bạn có thể dán một tờ giấy. Ví dụ bạn lấy một cái tờ giấy này chẳng hạn, với một tờ giấy xong bạn gạch ra mấy cái ý thật to lên, xong bạn dán dưới cái ống kính. Đấy, bạn dán dưới máy ảnh. Ví dụ như cái máy ảnh cái ống kính ở đây thì bạn sẽ dán nó ở bên dưới. Đó, bạn dán nó ở bên dưới thì bạn mắt bạn vẫn nhìn vào ống kính, nhưng kỳ tình là bạn đang đọc cái ý kiến, những cái ý chính của cái đoạn video bên dưới, thì bạn sẽ làm chủ được cái đoạn video đó. Bạn không cảm thấy rằng là lúng túng, bạn không cảm thấy sợ hãi, bạn không cảm thấy rằng là mất tự tin nữa. Bạn biết rằng là bạn đang chia sẻ đến đoạn nào rồi và đoạn nào bạn sẽ dừng. Cảm thấy rằng là ô, tự tin trước cái ống kính đấy và bạn đang nói được. Được chưa? Rồi, một cái mẹo nhỏ tiếp theo đó chính là khi bạn quay video, tất nhiên bạn cần phải vào trong những cái phòng kín. Cái phòng kín như Nam đang ở trong cái phòng nhỏ như này thì nó sẽ kín, và bạn cách cái âm ra, không để cho âm thanh nó chèn vào để bạn đỡ mất tập trung. Bạn mới làm video, bạn rất dễ dàng bị mất tập trung, hoặc là ai đi, bạn đang quay, có ai đó đi ngang qua, bạn nhìn thấy người ta đi vào phát, bạn sẽ dừng luôn, bạn lại tự mất tập trung, bạn thấy người ta đi vào, bạn nhìn như kiểu như này, như Nam đang nhìn và nhìn như này, thế là bị mất tập trung với khán giả của mình. Chú ý vào cái ống kính, thì cái ống kính nó sẽ không có sức hút bằng một cái người di chuyển lên. Bạn làm càng ít người và không có sự di chuyển càng tốt để bạn đỡ mất tập trung. Thì đấy là những cái tip nhỏ để giúp cho bạn có thể là tạo ra được những cái video nói lưu loát hơn, dễ dàng hơn trong cái quá trình làm video. Được chưa? Video của Nam đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn và hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình bạn làm video. Nhớ ấn like, subscribe kênh ủng hộ Nam ra các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.